phải một sức ép khá lớn. Còn đây là đội xuất phát của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay, thủ môn mang áo số 25 Lương Văn Nhàn, số 27 Trịnh Hoài Nam, số 36 Lê Ngọc Nam, số 66 Nguyễn Văn Mạnh và số 99 là Trần Tiến Anh. Sẽ được đứng trong khung gỗ và như vậy là trọng tài Trần Văn Khỏe đã cho trận đấu được bắt đầu. Nguyễn Văn Hiệp, một pha sút thẳng rất nguy hiểm, một pha bóng lấp bập trước khung thành của thủ môn Lương Văn Nhàn nhưng cuối cùng thì bóng cũng được phá lên. Quả tát, một pha hơi cận chân của Trần Văn Công, không phải đó là Lý Công Hoàng Anh. Nguyễn Văn Hiệp, cơ hội tỷ số đã mở dành cho Hà Tĩnh. Người ghi bàn đó là Tuấn Hải, một pha dứt điểm không thể cản phá. Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Một pha dàn xếp tấn công hết sức đẹp mắt. Và đây là bàn thắng thứ tư của Tuấn Hải ở mùa giải năm nay. Một pha lập công cũng đầy sức mạnh, đúng với lối chơi của Tuấn Hải. Chúng ta cùng xem lại tình huống này, một pha chặt bóng ngược trở lại rất tốt của Nguyễn Văn Hiệp. Tuấn Hải tung ra pha dứt điểm rất căng. Trước đó phải kể đến đường bấm bóng đầy cảm giác của Nguyễn Văn. Một pha chồng biên rất hợp lý. Xuân Tú cắt mặt cho Tuấn Hải, nhà bóng, cơ hội. Lần này thì đã không có sai lầm, người nâng tỷ số lên 2-0 là Nguyễn Văn Hiệp. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nâng tỷ số lên 2-0. Cuối cùng thì Nguyễn Văn Hiệp, người cũng chơi rất nổi bật trong hiệp 1, đã nâng tỷ số lên 2-0. Một pha bỏ bóng đầy ý đồ của Tuấn Hải. Và Tuấn Hiệp ở phía đằng sau rất thoải mái và không có cầu thủ nào theo kèm. Một pha dứt điểm vô cùng thoải mái của Tuấn Hiệp. Lần này thì bóng đã... Cơ hội! Đã có bàn thắng thứ 3 rất dễ dàng. Người ghi bàn đó là Lê Xuân Tú. Và một nụ cười của Xuân Tú đến ở phút thứ 71. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không có lỗi việt vị của Lý Công Hoàng Anh. Lý Công Hoàng Anh dứt điểm ngay nhưng không thành công. Và sau đó đã có tới hai cái bóng áo đỏ, đó là Tuấn Hải và Xuân Tú chờ sẵn ở bên ngoài. Trong khi đó thì hàng thủ của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ đều không có lỗi việt vị. Người băng xuống đang là Lê Văn Nam. Lê Văn Nam đã bị phạm lỗi chẳng. Cơ hội dành cho Trung Học, 4-0 rất dễ dàng. Bàn thắng thứ 4 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trọng tài. Trong tình huống đó thì thủ môn Lương Văn Nhàn đã phải phạm lỗi và anh đang bị đau. Một sự dướng rất tốt của Lê Văn Nam đưa bóng vào phía trong. Trung Học đã rất thoải mái tung ra một cú dứt điểm rất căng. Khung thành đã bỏ trống quá dễ dàng. Bàn thắng đầu tiên của Trung Học trong mùa giải năm nay. Các cầu thủ cả hai đội đang chờ đợi tiếng còi của trọng tài Trần Văn Khỏe cất lên. Và đúng lúc này trọng tài Trần Văn Khỏe đã kết thúc trận đấu giữa sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sổ số Kiến Thiết Cần Thơ sẽ thi đấu trên sân nhà vào lúc 17